Techneban là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1990. Hiện nay, Techneban nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất, có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân gần 40% một năm, với sức mạnh hội nhập từ Đại Á Bank và công ty tài chính tiêu dùng với tên gọi hiện nay HD Saison. Trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, Techneban đã tích lũy nền tảng vững chắc vươn lên tầm cao mới. Techneban có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ hiện đại, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, ưu tiên tập trung cho bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và tài chính tiêu dùng cá nhân. Techneban đã cung cấp nguồn vốn cho nhiều thành phần kinh tế, hỗ trợ cho nhiều công trình quốc gia quan trọng như dự án ngành điện, ngành dầu khí, khu công nghiệp lớn, các dự án phát triển nông nghiệp, tài trợ vốn xây trường học, bệnh viện trên khắp Việt Nam. Trong chiến lược phát triển, Techneban tập trung phát triển sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân và tài chính tiêu dùng, hướng tới số lượng trên 15 triệu khách hàng. Trên nền tảng công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay đã giúp Techneban tăng cường quản trị hệ thống, quản trị rủi ro, mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm dịch vụ một cách hiệu quả. Hoạt động cộng đồng từ thiện là một phần đời sống của cán bộ nhân viên Techneban. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Techneban đã có những bước đột phá, tăng trưởng vững chắc qua các năm. Mạng lưới giao dịch ngân hàng, dịch vụ tài chính của Techneban tỏa rộng khắp Việt Nam và đang xúc tiến mở các chi nhánh tại nước ngoài. Trên thị trường quốc tế, Techneban đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 400 ngân hàng và chi nhánh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Techneban đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng các đánh giá xếp hạng tín nhiệm cao với triển vọng ổn định. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Techneban tiếp tục phát triển, trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam, có sản phẩm dịch vụ vượt trội, mạng lưới rộng khắp và được khách hàng tự hào tin dùng. Tiên phong ra đời, hơn một phần tư thế kỷ hình thành và phát triển, Techneban ngày nay đã khẳng định tầm vóc mới, vị thế mới trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.